Thưa quý vị, hàng ngàn thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại lễ giao nhận quân được tổ chức vào sáng nay ngày 8 tháng 2. Tại lễ giao quân điểm được tổ chức tại thành phố Thủ Đức, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo người thân bạn bè đã đến động viên các tân binh. Trong đợt tổng quân lần này, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 4.700 thanh niên chính thức lên đường nhập ngũ. Xếp lại những hành trình trên ghế giảng đường, các nam nữ thanh niên đã tạm xa gia đình, người thân và bạn bè để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tất cả đều cùng một quyết tâm sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ để trở thành một người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc. Em rất là vui và tự hào khi biết mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được đứng chân vào hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam. Và cái quyết tâm của em khi lên đường vào đơn vị mới là em sẽ cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ hơn nữa. Rồi. Và chấp hành mọi điều lệnh trong quân đội và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Em được sinh ra trong một gia đình có truyền thống là cách mạng. Dạ. Ngày xưa bố em là từng là đi bộ đội tình nguyện của chiến trường Tây Nam. Ngay từ nhỏ thì em đã được giáo dục là cái phải sống kỷ luật. Khi mà nhận được cái tin là trúng tuyển nhập quân sự thì em đã chuẩn bị sức khỏe cũng như là tinh thần và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà của đơn vị giao. Dù có chút lo lắng khi các bạn trẻ lần đầu tiên xa gia đình, song những phụ huynh này cũng rất tự hào khi đến đưa tiễn các con em lên đường thực hiện nghĩa vụ. Gia đình luôn động viên và cổ vũ cháu để cháu phục vụ cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, cho cống hiến cho cả hết sức khả năng của bản thân mình. Cảm thấy vinh hạnh khi con mình được đi nghĩa vụ. Riêng gia đình em thì vẫn vận động cho cháu nó đi, cũng không có bệnh định chia tay gì, nói chung là né mà bé nó cũng né như vậy. Em thấy đi thì nó rèn luyện bản thân nó tốt. Có những trường hợp trước khi như vậy là được thông báo trúng tuyển cũng còn băn khoăn, lo lắng cho bố mẹ, cho gia đình ở nhà. Tuy nhiên là sau khi có cái sự quan tâm, chăm lo của các cấp thì gia đình cũng như các em thanh niên nhập ngũ hết sức là yên tâm, vui vẻ, phấn khởi và cũng hứa với lãnh đạo địa phương như vậy hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng công an, sau đó trở về địa phương để xây dựng địa phương. Năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh có 3.800 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 939 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an và 3 nữ thanh niên được tuyển về trường quân sự quân khu 7. Xa gia đình và bước vào hành trình này, các bạn trẻ sẽ được rèn luyện trong một môi trường nghiêm khắc, kỷ luật. Từ đó, trưởng thành hơn, cống hiến nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng chung không khí giao quân của cả nước, sáng nay ngày 8 tháng 2, hơn 2.100 tân binh của tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã lên đường nhập ngũ. Buổi giao nhận quân diễn ra an toàn với những nụ cười rạng rỡ của các tân binh. Cũng như 167 tân binh khác của thành phố Phúc Yên, năm nay tân binh Nguyễn Long lên đường nhập ngũ, là người tự nguyện viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội. Anh chia sẻ cảm xúc tự hào. Để tiếp bước truyền thống của gia đình cũng như là của trong Việt Nam thì em rất tự hào được phục vụ Tổ quốc và đất nước. Bọn em sẽ một tinh thần quyết tâm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của nhà nước. Tôi về nhận quân của tỉnh Vĩnh Phúc, về quân số nhận là 20 đồng chí, về chất lượng tân binh là đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt, về không khí của ngày lễ giao quân của tỉnh Vĩnh Phúc ngày hôm nay rất là trang nghiêm và không khí rất là hào hùng. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, Vĩnh Phúc được giao tuyển chọn và gọi hơn 2.100 thanh niên nhập ngũ và được biên chế về 14 đầu mối nhận quân. Trong số các công dân nhập ngũ, có gần 1.120 thanh niên viết đơn tình nguyện, chiếm gần 53%. Hơn 77% tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, trong đó gần 10% có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Hệ thống chính trị đều vào cuộc, từ lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là hội đồng nghĩa vụ quân sự của cấp tỉnh và cấp huyện thì đã thực hiện rất nghiêm túc công tác tuyên truyền giáo dục cho công dân nhận thức hiểu rõ về luật nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ của công dân. Thì đến giờ phút này thì có thể nói chất lượng tuyển quân năm nay của chúng tôi thì có thể là khẳng định là rất tốt và đáp ứng theo đúng các tiêu chí của các ngành đã ban hành quy định đối với công dân nhập ngũ. Thời điểm này là chúng tôi đã nhận đủ được 260 công dân của các địa phương theo địa bàn được tuyển quân.
về đơn vị chúng tôi tổ chức huấn luyện biên chế thành 3 đại đội huấn luyện chiến sĩ mới. Trong 3 đại đội đó thì tổ chức thành 9 trung đội và 29 tiểu đội để tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Bước vào giai đoạn chuẩn bị cho giao quân huấn luyện. Ngay sau lễ giao quân, hơn 2.100 tân binh đã được đưa về các đầu mối nhận quân. Tại đây, các tân binh đã được khám sức khỏe, tổ chức huấn luyện ngoại khóa, các chế độ ngoại khóa, một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 2 năm 2023, khung giá bán lẻ điện bình quân phải tăng tối thiểu lên 1.826,22 đồng 1 kWh, tối đa lên 2.444,09 đồng 1 kWh. Để làm rõ hơn về lý do điều chỉnh cũng như tác động của việc ban hành khung giá này, phóng viên Bản tin tối đã có cuộc phỏng vấn với ông Trần Tuệ Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin ông cho biết cơ sở của việc thay đổi khung giá bán lẻ điện như Thủ tướng Chính phủ vừa ký áp dụng từ ngày 3 tháng 2 năm 2023. Luật điện lực quy định giá bán lẻ điện do đơn vị điện lực xây dựng căn cứ cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện và cái khung giá của cái mức giá bán lẻ điện bình quân. Thì ba cái cơ chế này thì do cái Thủ tướng Chính phủ là quyết định. Thì trong thời gian qua thì Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với là Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì nghiên cứu đề xuất cái dự thảo khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân và trình Thủ tướng Chính phủ. Thì cái khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân mà thay thế cái quyết định 34/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì đã được ký ban hành. Thưa ông, việc xây dựng khung giá bán lẻ điện này có đặc điểm như thế nào ạ? Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân thì được xây dựng trên cơ sở là tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện của tất cả các khâu của ngành điện, bao gồm là chi phí của khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối bán lẻ điện cũng như là phụ trợ quản lý ngành. Thì có một cái đặc điểm là cái tổng chi phí phát điện trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện là chiếm cái tỷ trọng rất lớn, là trên 80%. Thì tổng chi phí phát điện thì bị ảnh hưởng bởi cái tỷ giá ngoại tệ, giá nhiên liệu cũng như là cơ cấu sản lượng điện phát của tất cả các cái nhà máy điện mà trong hệ thống. Thì trong thời gian qua thì cái giá nhiên liệu là cũng có cái biến động rất là lớn, cụ thể như là cái giá nhập khẩu than thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng đến cái chi phí mà của các cái nhà máy nhiệt điện chạy than nhập khẩu cũng như là các cái nhà máy nhiệt điện mà chạy than pha trộn, mà pha trộn giữa cái than nhập khẩu và cái than trong nước là cũng là tăng cao, và như vậy là ảnh hưởng tới chi phí phát điện cũng như là chi phí sản xuất kinh doanh điện của cái toàn hệ thống. Sau khi khung giá của mức bán lẻ điện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì việc điều chỉnh giá điện sẽ được thực hiện ra sao thưa ông? Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân thì được quy định tại quyết định 24/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Và sau khi mà cái Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cái đơn vị điện lực mà theo quy định tại cái luật điện lực là cái đơn vị mà xây dựng cái phương án giá bán lẻ điện thì đề xuất thì Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cái bộ ngành liên quan sẽ ra soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét. Và cái việc xem xét sẽ có phụ thuộc vào trên cái cơ sở là cái mức giá bán lẻ điện này là phải nằm trong cái khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân mà được phê duyệt tại quyết định số 02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Cái thẩm quyền mà điều chỉnh mức giá này phải tùy thuộc vào cái thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hay là thẩm quyền của Bộ Công Thương hay là thẩm quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và tất cả phải đều trên cơ sở chỉ đạo theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Một lần nữa xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ.